rồi tất cả những cái sản phẩm của em có đăng một cái video em ghim ở trên kênh á, anh chị vô một cái là cái kênh, cái video sẽ nằm trên cùng luôn, anh chị nào anh chị thích anh chị đăng ký, hoặc là những thông tin của em ở trên hình nền của kênh và với dưới phần mô tả, chị hoàn toàn có thể ghi nhận và liên hệ anh chị nha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều nha. Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Thì Vani trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có đề thể. Rồi, hôm nay thì Vani mình tiếp tục là những cái sự tăng điểm đúng không? Đương nhiên là trong quá trình tăng thì hôm nay không có đóng cửa cao nhất phiên. Tại vì nó lên một cách từ từ. Và đương nhiên nó sẽ có những cái trạng thái mà một số con nó sẽ có hiệu ứng là nó bị bán lại một tí xíu vào cuối phiên. Đúng không? Với lại hôm nay mình sẽ bắt đầu mình đi coi sơ coi là những cái con nào được chọn. Đương nhiên là thanh khoản hôm nay không thực sự quá bùng nổ, tầm 18.000 tỷ. Cho nên là gì? Một số con được kéo thôi, và những con khác thì phải đợi tới ngày mai. Đúng không? Chứ thanh khoản nó có gọi là khổng lồ đâu mà kéo hết thị trường một lần được. Đúng không? Ví dụ như băng nó cũng chỉ có hai ba con kéo. Trứng cũng vậy. Đúng không ạ? Và trụ cũng vậy, cũng có một vài con kéo trước, một vài con thì nó vẫn vậy, thì ngày mai nó mới luân phiên và nó kéo tiếp. Hình dung là như thế. Nói chung về quan điểm về chiến lược em chia sẻ rất kỹ ở các video rồi. Đúng không? Gì mua đã mua hết rồi, gì cần là làm hết rồi. Bây giờ lên á, cưỡi ngựa xem hoa thôi. Đúng không? Con nào cảm thấy FOMO, cảm thấy mà bắt đầu á, thì trong thời gian mà ngồi trong phiên á, em là đi tham khảo hết, em đi coi hết, em đi đánh giá cung cầu ở nhiều nguồn tin, rồi nhìn trên cung cầu của thị trường nữa để coi coi à con nào bị FOMO, con nào bị các bên người ta đuổi vô, người ta mua sau đúng không, rồi cái hiệu ứng đóng cửa của nó như thế nào thì em sẽ quyết định là em có bán bớt hay không. Đó, đơn giản thế thôi. Giống như hôm nay em bán hai con thì em bán 50% đúng cái số mà em mua lại cover ở phía dưới, thì đúng cái số đó em bán, đơn giản thế thôi, được chưa? Có nguyên do hết. Còn con nào chưa tăng thì em vẫn thế đúng không, ngày mai thì lại tiếp tục, con nào tăng thì mình lại tiếp tục bán đúng không. Thị trường về nguyên tắc nó vẫn sẽ bò lên. Đó, trước mắt nó sẽ bò về cái vùng 1.300, em nói rồi. Bây giờ rồi đặt câu hỏi ra là bây giờ thị trường lên tới đâu, lên tới đâu quan tâm làm cái gì. Bây giờ em nói chị ấy, nó lên 1.300 nè, không mua là kéo nữa, kéo hoài rồi đó. Nó kéo cho tới khi nào lên tới đây bắt đầu mấy ông lại chờ xác nhận đúng không, nó chỉ cần nó rướn qua một tí xíu, nhiều khi mấy ông đu vô là nó chỉnh. Anh dùng chưa, bắt đầu thanh khoản nó nổ lên ở phía sau này mà càng ngày càng to lên, là anh chị nên cẩn thận. Giá nó vẫn sẽ tăng thôi, nhưng chắc chắn những người mua sau là bô nữa tiếp, những người đứng ngoài này kia. Còn hôm nay hả, đánh giá nha, số lượng người mua vô trở lại đó, nó chỉ một phần thôi, chưa mua đâu, chưa mua nhiều, hình dung ha. Nhưng cũng bắt đầu có những trạng thái mua lại thì phải mua lại thôi chứ, đúng không? Tao nói phân tích cho nhiều rồi cũng mua lại thôi, quan trọng là gì? Mua sớm cũng đỡ chứ mua càng trễ càng mệt, thấy chưa? Bởi vì trên thị trường quan trọng là cái vị thế và cái góc nhìn của anh chị, giống như chiến trường này đó, cái chỗ ngồi của anh chị nó sẽ quyết định cái view của mình, đúng không? Mình mua chung cư cũng vậy, hoặc là mình đặt bàn trên mấy cái nhà hàng rooftop như vậy, mình phải lựa mấy cái chỗ nào mà sát cái thành đó mình mới nhìn được cái cảnh quan thành phố, đúng không? Ví dụ như mình mua mấy căn penthouse rồi này kia thì nó mới nhìn được toàn cảnh ở phía dưới, nó mới là chọc trời. Mà penthouse thì một tòa có một căn thôi, hình dung không? À, với tùy vào cái vị thế của mình thì cái góc nhìn quan sát của mình là khác. Còn cứ bồn chồn một hồi là dở ngay, nổ lên là kiểu gì nó cũng chật lất, đúng không? Mà hôm nay là em thấy có những trạng thái đua vô, em phân tích cho anh chị nè. Hôm nay con nào đu, con nào nổ nhiều, thứ nhất á dòng chứng khoán thì mình thấy đầu tiên á dòng chứng khoán là có con HCM, nổ vượt đỉnh tốt, như thế nó giống giống CTG vậy đó. Thì nói chung là CTG nó không y chang, không khác gì hết, cái form form nó giống 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 nhau đúng không. Thanh khoản của mấy con này hôm nay cũng khiếp nha, hình như một con là trung bình là mấy trăm tỷ tới nghìn tỷ, con này sáu xị nè đúng không. Mình con HCM là hôm nay nhiêu, 900 tỷ đó, là cứ cho nghìn tỷ rồi đúng không, nói chung là chiếm hết bao nhiêu phần của thị trường rồi đó. Nhưng mà anh chị thấy đóng cửa cũng có cục đầu đúng không, cục đầu thì đơn giản thôi, sẽ có người chốt lãi, sẽ có người bị đua vào và nó sẽ có những cái trạng thái thay máu, hình dung ha. Nhưng mà nguyên tắc của em á thì em thấy rằng những cái cây nào mà bull lên vượt đỉnh mà có tiền vô như thế này mà đóng cửa nó không mang tính chất quá quyết liệt á, thì ngắn hạn cái chuyện mà nó có rủ rủ một tí là chuyện bình thường nha, mai có thể nó vẫn xanh thôi đó, nhưng hàng về nó sẽ đỏ đỏ tí đó. Thật ra nó sẽ đỏ trên biên tăng thôi, tại biết chắc rồi mấy ông làm gì mua được giá tốt, mấy ông đua lên á mấy ông cũng sẽ mua cái giá không ok đó, nó quýnh vậy lắm, nó quýnh á cái lúc nè, cái lúc mà rủ xuống như này nè thì mấy ông cắt ra, mấy ông sợ
đúng không, hướng lên rồi kéo lên đây mấy ông đu lại, thấy chứ, cái nguyên tắc là vậy. Xong mới rủ đây cái là mấy ông cắt ra đó, thấy chưa, xong mới hướng lại lại thì mấy ông là không có hàng, mấy ông là sợ không dám vô, nguyên tắc nó vậy đó. Cho nên hôm nay nếu ai đua HCM thì hàng về chưa chắc ăn nha. CDG cũng thế, CDG tôi nói câu chuyện này cũng lâu rồi đúng không, nhưng mà con này mà nó đánh lên á là kiểu gì nó cũng là một cái xu thế rất tốt cho dòng ngân hàng nha. Anh chị view giúp em này đó, nhưng mà đóng cửa chưa cao nhất đâu, thì nói chung nó ngắn hạn thì em nghĩ vẫn sẽ có rung rũ tí xíu, đó là chuyện bình thường anh chị nha, sẽ có rung rũ, tại tiền vô nhiều mà đóng cửa không cao là kiểu gì nó cũng có rung rũ đó. SSI cũng vậy, SSI nè, mấy con này là mấy con tâm điểm của hôm nay ha. SSI từ đem chỉnh cái mic một cái nha, nó về qua đây xíu rồi. Alo alo, rồi ok ha, rồi SSI nè, trời hôm nay SSI vô cũng ghê ha, à, vô cũng nghìn tỷ. Nhưng mà con SSI này bị một cái là gì, à, thứ sáu này nếu anh chị không muốn lấy quyền thì anh chị phải bán ngày thứ sáu, còn ngày thứ hai là bắt đầu giao dịch không hưởng quyền của nó, đúng chưa? Thì giống như hôm nay em bắt được SSI những cái vùng này đúng không, em bắt quanh quanh dưới giá 33, thì bây giờ trên 33 thì có những thời điểm nó lên được 33.5.6 gì đấy, thì những thậm chí là những vùng giá cao nhất phiên luôn, thì em kêu anh chị mình bán đúng cái số lượng mà anh chị đã cover ra, đơn giản thế thôi. Tại hôm nay tiền vô tốt nè đúng không, với lại thật ra con này hôm nay cũng không có gì xấu hết, nhưng mà thứ nhất là nổ gặp kháng cự, thứ hai á là nó có cổ tức, nó có cái phần chia hơi gần, có nghĩa là nhiều khi á, cái sự FOMO của thị trường á nó sẽ bị cuộn theo cái dòng chia này, à, nó không có cái chia đó thì nó đỡ hơn, còn nếu nó gần gần chia quá mà nó lại vô đúng cái lúc mà FOMO á thì nó lại không ngon. À, cái gì cũng vậy, FOMO mà nhờ tin tức rồi này kia là nó hoàn toàn không ngon. Hình dung ha, cho nên về ngắn hạn thì em thấy là gì, em bán bớt SSI là đây, hôm nay em bán bớt SSI. Đó, em là canh cái giá nào cao nhất em bạn, 336. Được chưa? Thứ sáu là bán, em bán một nửa hôm nay trước là ngày thứ tư, ngày thứ sáu em sẽ bán hết. Đó, rồi STB em vậy nè, STB tao nói rồi, tao đánh được hai vòng luôn rồi đó. Mình cứ đu đu cho cố. Nè. Đó, chỉnh xuống đây, dưới 295 thích mua sao mua, mua ATC cây này nè. Thấy chưa? Giờ nó kéo ngược lại lên, trong phiên có những lúc là gì? À, 30.3, 30.4 đúng không? Nhưng mà em bán giá ATC bớt là 30.25. Đó, lên trên đây, quan sát tiếp. Được chưa? Hôm nay tiền vô thì cũng chưa đạt lắm. Nổ thì gặp lại kháng cự cũ, mà đóng cửa thì mất phân nửa, chưa cao nhất phiên. Đó, thì cái giá hút lên này là đẹp trai. Còn nếu như mà nó có những trạng thái điều chỉnh lại, mua tiếp. À, sai quay mà, đánh theo nhịp mà, chỉnh mua tiếp. Chỉnh hướng dẫn cho mua nữa. Hình dung ha. Còn ai đua cây này ăn hay không thì không biết. Thì đó, thì hỏi đua cây này ăn hay không, mà đua cây này không, không biết liền à. À, nguyên cái biên đây được ta được 400-500 mà không bắt đâu. Cứ đua lên đây, ta nói đua lên đây nó rủ nhẹ cho một cái 200 chạy nữa. Tại vì cái tâm lý bây giờ lỗ không nhiều đâu, nhưng mà gì, nó nhiều lần quá nó bào mòn NAV của anh chị thôi. Chả có gì cả, được chưa? Rồi em nói anh chị rồi, những con nào mà hôm nay nó chưa nổ, lo vô đi. Đúng ra là anh chị nhìn những cái con này nó kéo nè, anh chị phải đi kiếm những con nào chưa nổ ngày hôm nay, anh chị lo anh chị mua. Tự nhiên hôm nay thấy con CDG nổ rồi, con STB nổ, tự nhiên đi mua vô hai con đó là dở. Đánh gì tư duy là chật lất, tư duy bị cuộn theo số đông. Có nghĩa là thấy hai con này nổ, mình phải đi kiếm những con chưa nổ mình đi mua. Đúng không? Mình mua VB hay là mua cái con nào đó. Được chưa? Nhưng đối với hệ thống Nguyên đi, thì Nguyên lóc danh mục rồi, cái gì Nguyên cần mua Nguyên mua, Nguyên mua lúc đỏ, Nguyên không có mua lúc xanh. Vậy thôi, mình cưỡi ngựa xem hoa thôi. Mình bồng lai tiên cảnh thôi, mình bồng lai cát rồi phụng hoàng cát rồi thôi. Đó. Mình không có giao dịch. Được chưa? Lên đây cao cao mình thấy cái hút nào mà người ta hút vô nhiều á. Được chưa? Mình thấy rõ ràng những cái lệnh hút vô nè, những cái bên người ta vô nè. Thì mình bán đúng không, giống như hôm nay con BDR nè, BDR này anh chị nào mà đang có BDR, anh chị còn BDR anh chị cân nhắc là hôm nay có con bên đó, nó mới cắt out ngày hôm qua luôn, mà hôm nay nó vô nó mua lại BDR rồi cút. Toàn dính bẻ toàn cút không ăn đâu gì nha, ăn cái bô ăn nè. Đây hú hút lần này tao nói nè, cái giá 16 này nè, rủ xuống dưới đây không mua đâu, lên trên đây đua lại giá 16 dính nữa cho coi, chưa đánh đâu anh chị nha, đua hết, đua là dính. Những con chưa nổ không lo mà bắt, rất nhiều con chưa nổ luôn. Dòng thép nè, anh nhìn con năm kim nè anh chị không, con này mai đánh nè, thấy chưa? Rồi ngân hàng anh chị dành một số con giúp em, VIP mai đánh nè,
Đó, nhìn mày nhìn những cái con như này nè, Tiên Phong không, Tiên Phong đại này không đánh đâu. Vì sao? Tiên Phong nhiều bên đu á, hiện tại bây giờ Tiên Phong đang có khoảng tầm rất là nhiều bên người ta đang đu Tiên Phong này, thì ít nhất nó phải đủ nhẹ cái rồi nó mới lên tiếp thì nó sẽ ok hơn nha. Đó, còn con nào anh nhìn là vắng vắng thưa thưa rồi đó nè, Vietcombank nè, bữa không nó về lại những cái vùng biên dưới như này, giá tám tám chín chấm mấy anh chị không mua, giờ nó kéo lên 91, ngày mai nó sẽ kéo lên tiếp 93. Tại những con trụ bây giờ nó kéo rất là dễ. Hôm nay ấy, là do nó dùng quá nhiều tiền để nó đánh tụi chứng khoán lên rồi, thành ra thanh khoản thị trường nó không còn nhiều nữa. Nhưng mà ngày mai ấy, bắt đầu các cái cổ phiếu hot á bắt đầu nó đi ngang lại, đó, rồi nó chuyển qua nó kéo những con nhỏ hơn và nó sẽ có tiền để nó đánh tụi trụ lên, đúng không? Anh chị cực kỳ để ý tụi trụ nha, cực kỳ để ý nha. Trụ là mấy cái con chỉnh chỉnh rồi như con Vít đồ nè, đó, Vít nè, Vinamilk, à động Vít nè, Vietcom nè, là những con cực kỳ lưu ý là nó sẽ có những cái pha kéo tiếp theo. Vinamilk thì nó vô thưởng vô phạt, nói chung em cầm thì em cũng không có bị cái gì hết, em cũng chả mua thêm mà em cũng chả bán bớt, em bán bớt ở đây rồi là đúng điểm đó rồi em cầm tới giờ luôn. Thì đối với những con này thì anh chị cứ cầm thôi. Biên dưới vậy nè, đó những cái vùng nền này không lo mua. À, lạ vậy đó, những cái vùng nền siết biên như thế này, khối lượng như này không lo mua là tới lúc nổ lên là hỏi rồi sao con này mạnh quá em nè, cứ vậy không mà. Đó mình ví dụ đối với hệ thống nguyên thì mình lóc danh mục rồi, nhưng mà anh chị nào coi video chị lo đi, còn sót lại lo canh đi trời. Trời, mình đã mua trễ rồi mình trả giá nữa, mình cũng chậm nữa nè. Mấy con này nè, không nổ nhìn như thế này là biết rồi nè, sao cây nổ fail nè, đi ngang 4 đồng phim mà không thành công nè, hôm nay hướng xuống nữa để xác suất nó rủ về nền là rất cao, thấy chưa, đưa đuổi vô một hồi là cũng là cắt. Cứ nhớ nha, thị trường bây giờ anh chị hình dung như này nè, nó chưa thực sự vượt 1.300 đâu, thì nó vẫn đánh trong trạng thái đánh biên, thấy chưa, nên nhớ còn nào nổ lên lo mà có hàng mà canh đó, rồi quan sát cái xung quanh. Ta nói người ta có câu này nè, không sợ kẻ địch mạnh, đúng không, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ gì, đồng đội yếu, đồng đội dở thôi. Mà nói thiệt trên thị trường này có hai, có mấy thế lực, có hai thế lực thôi, thứ nhất là tổ chức và thứ hai là nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư cá nhân dù tính đi tính lại thì họ cũng là những cái bạn bè đồng minh của chúng ta, đúng không, đều là những người mà chúng ta vào thị trường để chúng ta kiếm lời trên quy mô cá nhân của mỗi gia đình, đúng không. Và tổ chức sẽ là những cái thằng mà thường nó sẽ giết mình tại vì nó làm quy mô tổ chức đó. Nhưng mà ta nói gì, không sợ kẻ địch mạnh có nghĩa là không có sợ tổ chức rủ, mà không có sợ là tổ chức nó kéo như thế nào, nhưng mà sợ nhất là số đông FOMO, số đông nó mới là gọi là báo thủ đó, số đông nó mới gọi là hại người đó. Ở đây dưới hôm mua lên cứ đua vô một nhà đó, bắt đầu mua trẻ là tâm lý rồi này kia đua vô đó, mấy đó mới là những cái cụm mà làm cho thị trường nó yếu đi, là đó, là khúc đó, là cái khúc đồng minh của mình đó, thấy không. Giống như là cái chuyện dẫm đạp á, trong những cái hỗn loạn á, những con hẻm bên Hàn Quốc cũng vậy, đâu ai giết họ đâu, đúng không. Bản năng sinh tồn của mỗi một con người và sự hoảng loạn lúc đó tự giết nhau chứ chả ai giết cả, đúng không. Thì đương nhiên là khi rơi vào sinh tử, sự ích kỷ và bản năng sinh tồn nó sống còn nó luôn luôn là trỗi dậy mạnh mẽ, dẫn đến là gì, dẫm đạp lên nhau rồi đè lên người khác chết. Có những người, người ta luôn phải chết vì bị gì đâu, bị đè chết, bị dẫm đạp chết, là có phải đồng loại của mình giết mình không, chứ đâu phải, đâu phải, đâu có thằng khủng bố nào vô xả súng hay là ai bắn anh chị đâu, thấy chưa. Hiệu ứng domino trên thị trường y chang, những cái nhìn giết mình cũng là những cái sự mình mua cao, mình FOMO trễ xong rồi ùa ra, rồi ví dụ như số đông á, cái người ta cắt, ủa mày không cắt kệ mày, với tao cắt trước đó, sự ích kỷ cá nhân đương nhiên thôi, sự ích kỷ cá nhân mà đó, cứ ông không cắt thì tôi cắt đó, cắt một hồi ra luôn phát xuống dưới hết tổ chức cái gòm lại hết kéo lên, thấy chưa, cũng mình giết mình không. Bởi vì sợ nhất là đồng đội yếu, đồng đội dở, chứ không có sợ kẻ địch mạnh, tính ra kẻ địch mình nhìn được luôn á, nhưng mà đồng loại của mình mới là cái người phá mình á, là cứ thấy nhà tư đu 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 vô là con nó trời nó nặng đánh không nổi luôn á, là cũng do số đông. Bởi vậy nhớ đi ngược số đông với em, thành ra những con nào bây giờ chưa tăng á, người ta không có chú ý đâu. Anh chị để đi, hôm nay đảm bảo với anh chị luôn, lên social media bắt đầu phân tích nè, HCM vô sóng, CDG vô sóng, cái con nào nổi là vô sóng, đây cộng dễ đủ cho coi, đủ nữa, thấy chưa, gủ cho nhát, thấy chưa, rồi bắt đầu kéo mấy con kia lên, bắt đầu những cái con mà ít ai chú ý á, mới là những cái con mà anh chị cực kỳ lưu ý. Giờ tới lúc con nó nổ lên là ngày mai rồi lại sóng dòng này, sóng dòng kia, sóng dòng luân phiên, con này nổ con kia nổ, đã bắt đầu đó.
thấy không, mà Nguyên tư duy khác thấy không, tự nhiên mấy ngày trước Nguyên kia mua, nó Nguyên âm thầm Nguyên nói rồi, chỉnh mua đi, trời ơi, thấy không, tự nhiên này tăng cái, tự nhiên ai cũng vừa vừa chú ý, ủ, này thế này, thấy vốn cao em, vốn nghìn tỷ, này kia, tốt, bạn, tốt cái gì, thấy đồng đồng bạn, bạn bớt cái đã tính gì tính tiếp, đúng không, nó về bên trên rồi, thì nó kéo nhanh quá anh chị, nó kéo nhanh quá, đúng không, nó kéo một phát lên bên trên luôn, thì lúc đó mình lại canh, bạn, ha, còn CTG thì em nghĩ là nó sẽ rủ, khi mà nó vượt đỉnh thì nó rủ lại quanh quanh cái vùng biên đó thôi, nhưng mà sợ là sợ bà con đu bà con cắt ngắn thêm lần nữa khoảng tầm 2-3%, thực ra biên độ thì nó không nhiều, mà sợ là sợ cái người đu thôi, mấy ông đu là mấy ông cắt chứ ai, hình dung không, thấy vậy lắm, bởi vậy con nào tích lũy nền chị canh đi, đúng chưa, hệ thống Nguyên là Nguyên không có mua bán gì nữa đâu, nói thiệt, Nguyên nói rồi, khi mà thị trường nó kéo lại bắt đầu nè, nó sẽ bò đi lên, đó, lên tới quanh quanh tiệm cận lại móc 1.300 thêm một lần nữa, bắt đầu quan sát tiếp, thấy chưa, bắt đầu á đánh vượt lên, nếu cái đoạn này mà em thấy kỳ vọng mày đối với em mà đẹp nhất á thì dù đoạn này nó phải kéo lên 1.320 là hơn chút xíu, nói chung nó sẽ rướng một chút, nhưng mà cái đó là cái kỳ vọng, cái gọi kỳ vọng của bản thân hệ thống nha, thì nó sẽ quanh đây, nhưng chắc chắn á những nhà đầu tư mà gọi là bị tâm lý á, mà đang bị đứng ngoài hoặc là đang giải ngân á, ta nói kỳ lắm, giải ngân kiểu gì cũng coi là giải ngân túc tắc, giải ngân một phần, giải ngân bao nhiêu phần trăm đó. Xong rồi giải ngân siêu vượt ngành 3 rồi mua thêm đó, là kiểu thế, rồi cái mô tiếp nó quýnh hoài, hình dung ha, lại bắt đầu vượt 1.300 đây, bắt đầu mua thêm nè, nghe là sao, bản chất á, nguyên khúc phía sau này nè ăn không bao nhiêu hết á, nó đủ cho một phát nữa là lỗ tiếp, là cắt nữa, thấy chưa, còn mình là mình chỉ chờ cái vùng này đi lên thôi đó, thị trường thanh khoản chưa nổ đâu, bây giờ hôm nay chưa ai dám ra, chưa có bùng nổ doanh số ở đâu, theo thông tin của em thì em coi những cái tự doanh rồi này kia và em coi những cái dòng tiền trực thuộc của cá nhân á, thì theo em thấy là cũng chưa à, chưa có bùng nổ gì cả, cũng rót tức tắc mà đa phần là vẫn còn bán nha, không thấy mua ít chưa ha, chung là nó sẽ còn khúc nữa, bắt đầu á thanh khoản anh chị thấy nó nổ lên, nó mấy bữa sau nó tăng tiếp, mà thanh khoản nó to lên là anh chị biết rồi đó, biết bồ rồi đó. Đó thì lo canh cổ phiếu mà canh ha, canh mà số đi chứ mua giờ mua cái gì nữa nha, không mua gì nữa đấy, lóc danh mục ở đây, còn anh chị nào chưa có thì nói chung là mình nên canh sớm đi, mình cũng không biết nói sao, nhưng mà đó nổ lên có bán, tự nhiên giờ mới lên tới đây rồi mà giờ kêu mua sau thì nó cũng kỳ quá, mà tiêu chí mình nổ lên mình bán à, mình kêu anh chị mua sao nó cứ đúng không đâu, nó sượng sượng liền, khó mua, cái lúc người ta dí kêu mua à, lúc cái giá nó ngon quá trời luôn không mua, mà giờ lên trên đây mua cảm thấy nó sượng chân lắm, nó khó chịu lắm, nó cảm giác như giờ mình chờ mình nổ một cái thì mình bán, mà giờ mấy ông này mua sao rồi sao mấy ông bán, đúng không, mấy ông chậm chậm như cứ thế nào ấy, đúng chưa. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều, hai dành thời gian hôm nay xem video của Nguyên, nên chị tới hai cho Nguyên một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi mà Nguyên ra video anh chị ha. Rồi tất cả những cái sản phẩm của em có đăng một cái video em ghim ở trên kênh á, anh chị vô một cái là cái kênh, cái video sẽ nằm trên cùng luôn, anh chị nào anh chị thích anh chị đăng ký, hoặc là những thông tin của em ở trên hình nền của kênh và dưới phần mô tả, anh chị hoàn toàn có thể ghi nhận và liên hệ anh chị nha. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều nha.